Xin chào mọi người, hiện tại Hương đang đứng ngay chỗ đất nhà Hương nè. Đây, lát nữa Hương sẽ quay cây mít cho mọi người nha. Phía sau Hương là có một cái cây nhãn lồng á mọi người. Mai mốt Hương sẽ tưới nước để cho nó có trái á. Thì và phía bên này nè mọi người. Đó, đây có một cây mít nữa. Phải nói là đất nhà Hương là Hương được hưởng sái là hai cái cây trái cây rồi đó. Bây giờ Hương sẽ quay cái cây mít cho mọi người nha. Quá trời trái luôn. Cái cây mít này là phải nói là cực kỳ ngọt vừa ngon và là ăn một miếng là nhớ luôn á mọi người. Thì bây giờ Hương sẽ ra xem thử có cái cây mít nào chín không nha. Đây nè mọi người, phía sau lưng Hương là cây mít nè. Cây mít này phải nói là cực kỳ ngọt luôn, ăn rất là ngon luôn. Phải nói ăn không bỏ một cái gì luôn á. Đây, phía trên này quá trời mít luôn. Để Hương tìm thử có cái trái nào chín không nha. Hương sẽ về Hương làm thịt nó nha. Hương nghiền cái cây mít này cực kỳ luôn, mấy năm trời rồi. Ở Sài Gòn cho nên không được ăn. Bây giờ về đây là mê cái cây này, mê suốt luôn. Đây nè mọi người, tại vì trời nắng á, cho nên trái mít này nó bị sáp như vậy nè, nhưng mà bên trong nó ngon lắm. Đây một trái bên này nữa nè, một trái này nữa nè. Và nói là ai cũng mê cây mít này nè. Chín nè, con xem thử cái cây trái này thử chín nó cho nha. Đây nữa nè, hơi xấu xấu một xíu nhưng mà ngon. Xem thử trái này chứ nhé. Trái này mềm mềm nè mọi người. Đáng nữa Hương sẽ hái cái trái này xuống nha, đem về review cho mọi người xem. Cái mít này cực kỳ ngọt luôn. Đã quá. Mọi người biết sao đợt này mình được ăn mít không? Tại vì Hương đặt cái hang nước ngay chỗ đây nè, cho nên là nước ra vô á, cho nên cây mít nó có nước á, cho nên là cái trái nó nhanh chín á. Chứ lúc trước là nó nắng lắm, cực kỳ nắng luôn, không có mít để ăn. Bây giờ Hương sẽ nhờ ông xã Hương hái cái trái mít kia ra nha, rồi Hương về Hương review cho mọi người xem nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì cây mít nhà ông nói sợ giang hồ giành giật quá. Thì cây mít nhà ông nội Hương á, thì Hương có quay lại rồi, nó có ra rất là nhiều trái, nhưng mà may thì hôm nay Hương bắt gặp được một trái chín nha mọi người. Thì Hương cắt ra rồi, tại vì trái nó cũng hơi bự, thì cắt ra chia cho mọi người một ít, rồi nhà Hương một ít. Thì đây nhìn nè mọi người, cái cây mít này là cực kỳ ngon luôn nha, ăn luôn cả cái sơ luôn, cái sơ nó cũng rất là ngọt luôn, mít nhà mà cực kỳ ngọt. Nên bây giờ Hương sẽ rã cái phần này ra nha, để xem thử là cái phần mà Hương để dành lại á thì nó có ngon không nha. Cắt cái đuôi nè mọi người, không đeo bao tay, trời ơi cái này chắc nó dính đầy tay luôn. Cái này mà nó cũng còn ngọt phải không chứ? Ngọt quá. Phải nói là ngọt viên sơ luôn á. Nó kết ra. Đã quá. Lát còn xanh. Cay rồi dữ. Phải nói là mít vừa chín cay luôn mọi người. Giành giật. Cái mít này phải giành giật. Tại rất là nhiều người nghi luôn. Cái mũ xanh này, cái sơ mít này dùng để nấu chè nước cũng rất là ngon luôn á. Ngọt quá. Phải nói là cái cây này là ăn không bỏ một cái thứ gì luôn. Bộ đồ này đi ha. Nấu chì nước nha. Cái mít này nấu chì nước là mình phải nấu cái sơ á, chứ nấu cái phần trái là uổng lắm. Tại vì cái phần muối của nó khá là ngọt á. Nấu cái muối uổng. Cái sơ nó cũng ngọt rồi. Năm nay là may mắn mọi người là ăn được cái mít này nè. Trời ơi, nó ra trái rồi.
sai, cực kỳ sai luôn. Nhưng mà trời nắng á, miền Trung á mọi người, nắng lắm, hột mít cắt nó bị vướng cái hột mít, không có ăn được luôn. Cái này chắc người cho gì ướp một miếng cho gì ướp một miếng nào, chắc chạy đem ra luôn. Xong rồi còn lại nè ăn. Trời, đúng là không phải là thợ chuyên nghiệp đó mọi người. Cắt nãy giờ trúng cái hộp không mà khó cắt, kinh khủng luôn. Hồi giờ Hưng ăn không Hưng mua từng miếng như vậy Hưng ăn thôi, chứ không mà tự đặt. Wow, đây nè mọi người, đẹp không? Phải nói là cái này may mắn là không bị hư cái gì luôn nè. Thôi nè, từng muối nè mọi người, đừng là nhìn thấy cái vỏ nó màu đen là chơi nha. Cái mít này gọi phải gọi là nó ngon hơn cái mít Thái gấp mấy lần luôn á. Cái mít này mấy chục năm rồi, mít nhà ông nội hơn mấy chục năm á. Ôi, ông nội hơn bao nhiêu tuổi là cái mít đó bao nhiêu tuổi á? Bây giờ ông đã 96 97 tuổi rồi, có khi cái mít nó còn hơn số tuổi của ông á. Tôi còn ra quay ông không, mọi người nhìn 97 tuổi. Để ra cái miếng đây. Trời ơi, cho mọi người xem nè, tương nước ra luôn nè mọi người. Phải để ra một miếng không ăn mới được à. Chứ cắt ra như là nhìn thèm á. Lớp cái hộp đây nè, hộp đây với hộp nó. Nhìn thôi đã thèm rồi. Vì này phải ăn cho đã mọi người. Chờ đợi bao nhiêu năm nay, năm ngoái đâu có đồ ăn đâu. Trời, năm ngoái là nó bị hư hết à, không được ăn cái mít này luôn. Ai vậy à? Trời, chị Cherry nhà Hương. Đây mọi người, cho mọi người xem nè. Đây ngọt lắm, ngọt kinh khủng luôn, ngọt cực kỳ luôn mọi người. Ông nội Hương kêu á, cây mít này là ăn tận sơ, đúng là ăn tận sơ luôn á. Nãy giờ Hương ăn đúng cái sơ như thế này mà nó còn ngọt, không bỏ một miếng nào luôn. Thì mấy hôm trước Hương có quay cái video mà Hương đang xây nhà á, thì cái nhà của Hương á may mắn là nó trúng rất là nhiều trái cây. Thì mọi người nhớ xem cái video của Hương nha. Ngon quá. Mít này giòn, ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt của nó ấy, phải nói là ngọt thanh chứ không phải là ngọt chua nha. Nó ăn miếng nào ngon miếng ấy. Cái mít nhà Hương á cũng sắp chín rồi, hôm nào Hương sẽ quay cái cảnh mà Hương hái mít nhà Hương. Nhưng mà cái mít nhà Hương nó sẽ không được ngon bằng cái cây này đâu. Cây này là ai cũng ao ước được ăn lắm mọi người. Mít nghệ. Cái này gọi là mít nghệ nè. Vàng rực rỡ luôn. Mọi người đi ra ngoài đường á không có mua được cái mít này đâu. Hiếm lắm. Này mít nhà ăn vừa sạch, lại chất lượng nữa.
ở Hương hiện tại bây giờ cái gì mà của nhà trồng hoặc cái gì mà nhà nuôi, cái gì mà của người nhà làm á là người ta rần rần người ta mua, mà cái gì mà ở ngoài chợ á, là mỗi lần mua người ta còn phải phân vân thử là có nên mua hay không. Nằm mít này mà đem bán là đảm bảo với mọi người là 20 giây là hết liền. Nhưng mà thông thường của nhà làm người ta đỡ dành người ta ăn. Ăn cái này mà nó cũng ngọt, không bỏ một miếng nào luôn. Anh Henry nhà Hương cực kỳ thích ăn mít luôn, nhưng mà không cho anh vô video được. Tại video mà có con nít nè mọi người, bây giờ YouTube nó có một cái phần mềm giống như là YouTube Kids á, thì những cái video đó nó sẽ được bên quản trị viên bên YouTube á, người ta đưa qua thành cái kênh là dành cho con nít, cho nên những cái video như vậy nó bị tắt bình luận. Thì Hương đã có mấy cái video Hương bị tắt bình luận rồi, cho nên là Hương cũng hạn chế không ai cho anh Henry vô. Tại vì Henry cũng có một kênh riêng nhưng mà cái kênh đó nó ít phát triển. Nhưng mà hy vọng là mọi người coi cái video đây á, xong rồi nhớ nhấn like, share và ủng hộ dùm kênh của Henry nha, và kênh của Hương nữa. Tại vì Hương mới đổi tên kênh thành là Hương Bùi Family á, thì mọi người xem cái video thấy hay thì mọi người nhấn like và share để ủng hộ cho Hương nha. Tại vì cái giọng của Hương là giọng miền Trung cho nên nói khá là nhanh luôn. Cái hộp mít nè mọi người, Hương sẽ đợi dành để luộc ăn. Tại vì trái mít nó ngon thì tất cả mọi thứ đều ngon á mọi người, từ sơ nè, từ muối mít nè. Gì sao gì luôn á, đang ăn mít cherry. Con nước nè. Ngọt quá. Ngọt thanh thao luôn á. Mít này ăn cho để nó chìm không thấy tiếc á. Sẽ lấy cái sơ nè nấu. Thank you.
còn lại mấy cái này là Hương sẽ cho dì Hương một miếng, còn lại để dành nhà Hương ăn. Thì hôm nay với mọi người, Hương làm cái video này mục đích là Hương giới thiệu cái cây mít của nhà ông nội Hương á, cực kỳ ngon luôn, gọi là mít ngờ mà nó ngon hơn tất cả những cái loại mít mà Hương ăn á, tại vì nó ngọt tận sơ luôn, tất cả mọi thứ đều ngon hết. Với lại mít này á, ai nhìn cũng muốn ăn á, khá là ngon luôn. Thì video của Hương khá là dài rồi á, Hương xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương. Bye bye.